Chào mừng các bạn đến với đời sống muôn màu channel của bà Tám Cani. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và xem video của Tám. Ngày hôm nay Tám sẽ trình bày một nhạc phẩm sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát. Bài hát mang tựa đề là Vọng Gác Đêm Sương. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe nhé. Đêm ra lần bỗng nghe ấm một tình thương trong tim sương gió trên vai qua ngõ hồn trái vào lòng đêm dài gác xuống điên thủy một cơn gió ơi chuyện ngày qua chưa lúc xa xưa tôi có người em tuổi đẹp chẳng cho tuy rằng không gặp không hẹn bao giờ và chưa nghe xa gác ấm không hề gặp nhau cửa học cho con buồn vũ vơ thức bao đêm đam thơ rồi đợi chờ hoa trắng đêm vào khung cửa nhỏ thầm là người thở qua trong mơ phút vẫn vương bàng hoàng hơi sương nửa vầng trăng vòng gác đêm trường trăng còn êm trên gói chiếc thì còn nhiều thâm thiết và mơ ước thêm làm trắng đây đôi xưa đón mời ước vọng đến người bàn tay trong tay đêm trắng hoen sương tôi giấu niềm thương tận cùng tâm hồn nắng ấm lên rồi tàn đêm gác xuống tôi kể chuyện trắng đêm vào khung cửa nhỏ nhớ
làm là người thở qua trong cũng vẫn vương bàng hoàng hơi sương nửa phần trang vòng gã đêm trường trăng còn in trên gối chiếc thì còn nhiều thâm thiết và mơ thêm làm trắng đây đôi xưa đón mời ước vọng đến người bàn tay trong tay đêm trắng quen thương tôi rõ niềm thương tận cùng tâm hồn đêm rồi tàn đêm nhà xuống tôi kể chuyện xưa nắng ấm đêm rồi tàn đêm nhà xuống tôi kể chuyện xưa bạn đã lắng nghe tám tháng mến chúc các bạn hạnh phúc vui vẻ bên cạnh người thân xin chào tạm biệt bye bye.